Bài 2 năm này là bài chúng ta học về tôn giáo. Tôi đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Kiêu Huê đây là nhà thờ. Kiêu Huê Kayo đây là tôi đi nhà thờ. Yirin chủ nhật, Mata là mỗi mỗi chủ nhật là Yirin Mata. Thì đây chúng ta sẽ học các biểu hiện về tần số biểu hiện, rồi nói về những mong ước, mong muốn, cầu mong của chúng ta là như thế nào. Ngữ pháp chúng ta học về Mata, đó là mỗi mỗi một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như là Irin Mata mỗi chủ nhật, hoặc là Hansigan Mata mỗi một tiếng. Tiếp theo chúng ta có Asmin Chuketa, đây là chúng ta là ước mong giả định một trường hợp nào đó đã xảy ra thì tốt. Chuketa. Và từ vựng ở đây chúng ta học từ vựng về chủ đề là Chungkyo, đó là tôn giáo. Chungkyo Hoan Dung là những hoạt động tôn giáo như là đi đến chùa, đi đến nhà hàng, đi đến sông Tăng. Sông Tăng đó chính là cái nhà thờ để chúng ta cầu nguyện đấy ạ. Thì chủ nhật đấy, vào chủ nhật thì đối với đạo Thiên Chúa, một số nơi người ta gọi là ngày Chúa Nhật là vì thế đấy. Cứ chủ nhật là đi nhà thờ. Tiếp theo Trung Bộ Môn Hòa, còn thông tin văn hóa thì chúng ta có Trung Châu Thanh Sa, những lễ hội tôn giáo. Ví dụ ở bên đạo Phật thì có lễ hội gì, đạo Thiên Chúa lễ hội gì, đạo Hồi thì có lễ hội gì. Để chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài này nhé. Đầu tiên hội thoại số 1. Hội thoại số 1 chúng ta nhìn cái hoàn cảnh đây ạ. Đây là đi là gì ạ? Đến thánh đường đúng không? Cầu nguyện đấy ạ. Thì đây là cuộc nói chuyện giữa Myung và Lily. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ mới đó, Trung Kiêu, đó chính là tôn giáo. Còn nhé, bây giờ chúng ta sẽ, mỗi người sẽ cùng nhau đọc một lượt nhé. Thầy giáo sẽ đọc trước này. Lili si, yuide chủ nhật bạn làm gì, đúng không? Ohue kachi, sopi kalleo. Ohue kachi, buổi chiều cùng nhau. Shopping kalleo, bạn muốn đi mua sắm không? Thì buổi chiều nay cùng nhau đi mua sắm nhé. Mi안해요. Xin lỗi. 일요일에는 교회에 가야 돼요. Là tôi phải đi. Đây tôi phải đi. Đi đến nhà thờ vào chủ nhật. Là chủ nhật tôi phải đi nhà thờ. 리리씨 교회에 가네요. Bạn đi, bạn theo nhà thờ à? Bạn đi nhà thờ à? Nè, vâng. 일요일마다 교회에 가요. Vào mỗi chủ nhật tôi đi đến nhà thờ. 그런데 해녕 미영 씨는 종교가 있어요? 해녕 mà bạn미영 bạn tôn giáo của bạn bạn có theo đạo nào không? 부모님이 불교 신자라서 부모님 là bố mẹ đúng không? 불교 신자라서 불교 là đạo Phật, 신자 là cái là Phật tử đấy. Fulgio Shinja đây là thành viên của cái đạo đó. Giả sư là vì bố mẹ là Phật tử, cho nên là chờ tô Orinte từ nhỏ này, khi còn nhỏ này, chờ đây Thanh tôi đã theo nhà thờ rồi. À, xin lỗi các bạn, tôi đã đi lên chùa, cho là chùa. 그런데 thế nhưng 요즘은 바빠서 잘안 가요. Thế nhưng mà dạo này vì bận quá nên không đi thường xuyên được. Dạo này vì bận nên không đi nhiều, chẳng ăn cay. Những cái việc như là chẳng ăn cay vì lý do nào đó thì papa giờ chẳng ăn cay, hoặc là chẳng ăn mặn này, chẳng ăn mực ơi. Chúng ta có thể ứng dụng như vậy. Bây giờ mời bạn Trang sẽ đọc từ đầu đến cuối Trang nhé. Nè. 이시 인조인의 뭐해요? 후 오후에 같이 쇼핑 갔네요. 미안해요. 인조인네는 교회에 가야 돼요. 이시 교회에 다니어요? 네, 인조인마다 교회에 가요. 그런데 미염 씨는 종교가 있어요?
Bumon Nimim Bunkyo Sin Sin Charaso Toto Urin Urin Tenen Tote Tanyak Soyo Kurente Yo Chumun Papaso Chan An Kyo. Okay. My ha. Lily si, iru ire mua heo. Ohu e gachi shopping kaleo. Mian heo. Iru ire nun. Kiwe e kaya deo. Lily si, kiwe e tanyo. Ne, iru in mata. Kiwe e kayo. Kurante, miyong si nun chong kiuka isoyo. Pumonimi. 물기우 신차라서 저도 어린 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. 네, 오케이. Bây giờ bạn Trang đóng vai là Miyong và bạn Hà đóng vai là Lily nhé. 네. Lily 씨 인조인데 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 니지 씨 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 청교가 있어요? 부모님이 본교 신가라서 저도 어린 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. 네. OK. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phải một phần đọc phần này. Ishibuwa. 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. 25과 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. OK, các bạn nghe rõ cả rồi chưa? Rồi ạ. Nè. Chúng ta sẽ chú ý mấy câu này của thầy giáo nhé. Yuele, bố hiếu. Tức là chúng ta hỏi về một ngày nào đó bạn làm gì? Hả? Và chung kiểu ca bố hiếu. Chung kiểu ca gì đấy không? Chung kiểu. Chung kiểu ca gì đấy không? Rồi, 요즘은 바빠서 잘 안 가요. 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Đây là một câu để cho chúng ta sử dụng khi mà chúng ta người ta hỏi đi đâu đó. Ví dụ bạn hay đi Hà Nội không? 요즘 바빠서 잘 안 가요. Hay 여행 잘 가요? Bạn 아니요. 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Đấy là mấy cái mà chúng ta chú ý. Ví
Ví dụ này, 종교가 있어요? Bạn có tôn giáo không? Ví dụ bạn theo đạo gì, chúng ta cũng tương tự như vậy. Nhá. Đấy là mấy cái mà chúng ta chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ học cái phần từ vựng về chủ đề tôn giáo. Đầu tiên chúng ta xem một số cái đạo ấy. Đây ạ. Một số đạo đó là Phun Kyo là đạo Phật. Phun Kyo đạo Phật. Kitô Kyo đạo Cơ Đốc. Chân Chu Kyo là đạo Thiên Chúa. Islam Kyo là đạo Hồi ạ. Islam Kyo. Islam Kyo. À, chúng ta đọc cùng nhau đọc một lần nha. Phun Bốn kiểu. Kyo. Kitô Kyo. Ký tốc kiểu. Kitô Kitô Kyo. Ký tốc kiểu. Chân Chu Kyo. Chân Chân chú kiểu. chu kiểu. Islam Kyo. Islam Kyo. Islam Islam kiểu. kiểu. Islam Lam Nam. ấy. Islam kiểu. Nam kiểu. Kyo. Kyo không phải cô. Kiểu. Kiểu. Ok. Kiểu. Thì các bạn chú ý này, Phun Kyo thì có một cái chùa. Phun Kyo là đạo Phật thì nơi tập trung để làm lễ đó là ở chùa đúng không? Ở chùa. Thì là Phun Kyo thì đến chơi và có ông sư niệm. Đấy kìa, ông sư. Tiếp theo, Kitô Kyo, đạo Cơ Đốc hoặc là đạo Tin Lành thì người ta hay đi lễ ở Kyô Huê. Các bạn nhìn cái hình thức trang trí, hình thức thiết kế của hai cái nhà này nó khác nhau đấy. Đúng không ạ? Kyô Huê. Tiếp theo, cái ông cha cha đạo ấy thì ở đây gọi là mục mục sư nhá. Mục sư. Mục sư Mộc Sa Nim. Tiếp theo Chân Chu Kiêu đạo Thiên Chúa ấy. Thì đạo Thiên Chúa ấy, thì sẽ tổ chức ở sông Tang. Thì các bạn ở Thái Nguyên chúng ta có một sông Tang rất là to đúng không? Ở ngay chỗ chợ Thái ấy, ở Phú Bình cũng có rất là nhiều ở bên chỗ Nhã Lộng đúng không? Tiếp theo Shin Bu Nim, đây là cha đạo và linh mục. Còn Islam Kyo đây là đạo Hồi. Thì các bạn biết đạo Hồi khu vực Trung Đông này, rồi ở Indonesia cũng là đạo Hồi nhé. Indonesia cũng theo đạo Hồi. Và khu vực Trung Đông thì các bạn biết là những người này ấy, giống kiểu đội Pin Laden đúng không? Các bạn còn nhớ Pin Laden không? Thì ở đấy Philadelphia. đó. Tiếp theo là chúng ta có Sa-uân. Sa-uân là tu viện hoặc là đền hoặc là chùa. Thường là chúng ta nếu trên thời sự người người ta gọi là đền ấy, mọi người có xem là có những đoạn thời sự mà người xem theo người bên Trung Đông họ làm lễ ấy, cứ người nọ cúi đầu mông người kia vái ấy. Đấy, Isra thì có Sa-uân và cái người mà đi truyền giáo đó là imam. Cái đội mà Bin Laden cũng là những nhà truyền giáo đấy, họ chính là imam đấy ạ. Thì các bạn khi mà các bạn sang Hàn Quốc ấy, thì các bạn sẽ thấy là đạo Phật sẽ có nhưng mà ít thôi ạ. Đạo Cơ Đốc cũng có nhưng mà cũng ít thôi, nhưng mà nhiều hơn đạo Phật. Đạo Phật thì đối với đạo Phật ở Hàn Quốc ấy, thì họ là đi tu họ ở trên chùa, và chùa này thường ở trên núi ấy. Chùa nó cũng nhỏ, không không to như kiểu chùa Việt Nam gọi là du lịch tâm linh đâu ạ. Họ đúng là nhìn như những cái chùa và tu đấy, tu và ở đó nhé. Chân Chu Kiêu hoặc là Catholic nhé. Thì những cái này thì có đông lắm ạ, đa số người Hàn Quốc là theo đạo Thiên Chúa. Islam Kiêu là đạo Hồi. Thì bây giờ bắt đầu người ta bên Hàn Quốc người ta cũng nhận được người lao động ở khu vực Trung Đông như là Pakistan hay ở Bangladesh sang để lao động tại Hàn Quốc.
Cho nên ở Hàn Quốc bây giờ cũng có đạo Hồi luôn ạ. Đấy là những cái từ vựng ở đây. Rồi bây giờ mời bạn Hà đọc một lượt 9 12 cái từ vựng này xong với bạn Trang. Kiều, Ki Tốc Kiều, Trơn Chu Kiều, Catholic, Islam Kiều, Trơn, Kiều Huê, Sơn Tăng, Sa Quân, Mô Sư Khử, Sư Nìm, Mốc Sa Nìm, Sin Pu Nìm, Imam. Ok, mời Trang. Nè, Bùn Kiều, Ki Tốc Kiều, Trơn Chu Kiều, Catholic, Islam Kiều, Trơn, Kiều Huê, Tăng, Sa Quân, Mô Sư Khử, Sư Nìm, Mốc Sa Nìm, Sim Bu Nìm, Imam. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ học ngữ pháp là ngữ pháp Mata. Thì các bạn lưu ý ngữ pháp Mata là đi đứng sau một khoảng thời gian để thể hiện cái việc đều đặn xảy ra sau một khoảng thời gian cố định. Tức là ví dụ đây là 5 phút chẳng hạn. Thì là Obun Mata, cứ sau mỗi một thời gian là 5 phút thì chúng ta lại lặp đi lặp lại cái gì đó nhá. Tiếp theo chúng ta có một số cái ví dụ đây ạ. Bạn Trang đọc và dịch ví dụ số 1 nhé. Bạn Hà ví dụ đọc và dịch ví dụ số 2, xong ví dụ số 3 tôi sẽ làm. Suyong si sung tang e Daniel ne injoin mata sung tang e kayo. Chị Suyong đi đến thánh đường à? Vâng, mỗi chủ nhật tôi thường đến thánh đường. Tôi thường đến thánh đường vào mỗi chủ nhật. Ok, mời bạn Hà. Vâng ạ. Osipun persuka cha chu wayo ne opun mata wayo. Xe buýt số 150 đi đến đâu ạ? Không. Đúng ạ. Không. Cha chu wayo. Cha chu là gì? Cha chu là thường xuyên. Wayo, wayo là gì? Đến á. Cái xe buýt số 150 ấy có thường xuyên đến hay không? Tức là có thường xuyên có tức là có thường là tới không? Ví dụ như là bao nhiêu phút một chuyến chẳng hạn. Thì đây bạn em trả lời nê. Vâng. Obun Mata wayo cứ 5 phút lại đến. 5 phút mỗi chuyến. 5 phút lại đến. Cứ mỗi 5 phút lại đến. Tức là 5 phút một chuyến. Thì đến. Câu số 3 này. Yan Shin은 휴가 때마다 휴가 때마다 여행은 가네요. 아 가네요. 제가 여행하는 것은 좋아해요. 맞아요. 그 vào mỗi cái kỳ nghỉ ấy. Đây ạ. 휴가마다 휴가 때마다 mỗi khi vào kỳ nghỉ thì Lian Chi lại đi du lịch nghỉ. Nè, 제가 vâng, tôi đúng không? Tôi thì tôi thích cái việc đi du lịch. Đi du lịch. Tôi thích chùa hạ heo. Thích cái gì? Thích cái việc đi du lịch. Tức là tôi thích đi du lịch. Tôi thích đi du lịch nhé. Ví dụ như chúng ta đây ạ. Ilmada hay là Nalmada. Nalmada. Nalmada Hàn Quốc không có heo. Yeah. Mỗi ngày đều học tiếng Hàn. Tiếp theo đây các bạn điền giúp tôi vào đây ạ. Ví dụ như Pulkyo. Đó, điền từ phù hợp vào chỗ trống. Pulkyo thì có chơi. Có gì đây ạ? Ông sư thì là gì ạ? Sư Nìm. Đúng rồi, sư Nìm. Tiếp theo
Sơn Chu Kiêu thì cái tòa nhà này thì gọi là gì ạ? Cái ông này là Shinbunim rồi. Sơn Tăng. Sơn Tăng. Sông Tăng. Rồi, Ký Túc Kiêu thì có Kiêu Huê và cái ông này là gì ạ? Moksanim. Moksanim. Đúng rồi, Mộc Sa Nim. Tiếp theo, Islam Kiêu thì cái này gọi là gì? Ông truyền giáo là ông Imam. Mô Sư Khư. Cái này là Sa Quân hoặc là Mô Sư Khư đúng không? Sa Quân hoặc là Mô Sư Khư. Ok. Câu số 2 này, chúng ta chú ý là sử dụng mata để chúng ta hoàn thành câu. Câu số 1, dịch là gì? Đọc và dịch là gì? Trang này. Su chin 씨는 언제 교회에 가요? 키 nào đến nhà thờ? Ai ạ? Du Chin đúng không? Du Chin khi nào đến nhà thờ hả? Hà trả lời câu số 1. Il in mata gayo. Ok. Tôi đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Đúng rồi. Câu số 2 Hà này hỏi bạn Trang câu số 2 này. Wasinen me in Hangukkeureun geonggu Nè, nan mata gongbuhaeyo. Ok, mata chúng ta không dùng mail mà là nan mata. Ok. Tiếp theo câu số 3, Trang lại hỏi bạn Hà. Chị Hà chân đi miếu miếu bùn mata vào là tàu tàu điện ngầm mấy phút thì đến Rồi ít ngầm mấy bùn phút thì đến. mata vào Mấy? ít bùn mata vào Ok, ship bùn mà ra vào từ 0 phút đúng không? 0 phút đến 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, cứ chu kỳ là 10 phút. Ok. Và chúng ta tìm hiểu đoạn hội thoại số 2 nhé. Chúng ta sang đoạn số 2 luôn các bạn nhé. Nè. Nè. Ở đây thì các bạn chú ý cái quy tắc như này nhé, ở đây có một số quy tắc ấy. Là chữ cờ này, chữ tờ, pờ, chờ mà gặp chữ hò thì chúng ta được cái những chữ đằng sau ấy, thì đọc là thành phụ âm nhé. Hoặc là ngược lại, chữ hờ mà gặp với bốn cái phụ âm này thì chúng ta cũng đọc những chữ đằng sau là phụ âm bật hơi nhé các bạn nhé. Ví dụ như là if hắc chẳng hạn, không ai đọc là if hắc mà đọc là if hắc. Thì chúc kha hiểu, chúc kha hiểu, chúc kha hiểu, ok. Hoặc tương tự như vậy, chúc kết sở hữu, chúc kê sở hữu. Chúc kết sở hữu. Hoặc kretchi tức là cái chữ chi đằng sau này chúng ta là chi bật hơi kretchi chi o nhé khi cờ tờ gặp hờ đằng trước hoặc sau thì đọc thành khờ thờ pờ chờ nhé. Thì ở đây ạ là cuộc nói chuyện giữa Atit và Kernu. Đây Kernu nói Atit chi yoki wonin yeo. Wonin đây là nguyên nhân nhá. Yoki là ở đây là gì? Là đó. Bạn có việc gì ở đây ạ? Hoặc là nguyên nhân bạn đến đây là gì? Yoki Islam sawone Kitô Haru Watsoyo. Tôi đến khu thánh địa để cầu nguyện. Tôi đến cái đèn để cầu nguyện. Đèn của gì ạ? Đạo Hồi.
Islam Kyo, Islam Sawan là cái đèn của đạo Hồi để cầu nguyện. Kitô Hatha là cầu nguyện. Wasoyo đã đến. Đây là cấu trúc là đến để làm gì đó đúng không? Đến để cầu nguyện. Còn đến đâu ạ? Đến cái đèn của gì ạ? Đạo Hồi đúng không ạ? 오늘은 금요일이 아닌데, hôm nay không phải là thứ sáu. 오늘도 예배는 드려요? Hôm nay cũng làm lễ à? 예배하다 là 예배 드리다, 예배를 드리다. Đây là làm lễ nhé các bạn nhé. 예배는 없는데, không có lễ gì cả. 아버지가 bố đúng không ạ? 좀 편찮으셔서, vì bố là hơi ốm, 시간이 있을 때마다, cho nên là cứ mỗi khi có thời gian, 와서 đến rồi 기도해요 và cầu nguyện, đến rồi cầu nguyện. Không có lễ gì nhưng bố tôi vì bố ốm nên mỗi khi có thời gian tôi đến để cầu, tôi đến và cầu nguyện. 아버지가 빨리 좋아지셨 쓰면 좋겠네요. 좋아지셨으면 좋겠네요. Nếu mà bố đã trở nên tốt hơn thì tốt, đã khỏe lên thì tốt. 저도 기도할게요. Tôi cũng sẽ cầu nguyện. Bài này nó liên quan đến tôn giáo thì các bạn ký một số câu, một số cụm, ví dụ như là cái từ đây là làm lễ đấy, yeben từ đi cả thành yeben từ đều dạ, và shigani isul temara, cái câu này shigani isul temara kêu hơi waso kido heo. Và ứng dụng trong phần này pali joa chớt sumyan joa chi chớt sumyan chục cái nều, đây là nếu mà bố đã khỏi thì tốt, đã khỏi sớm thì tốt. Thì cái này chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn nhé. Bây giờ chúng ta mời các bạn nghe, tôi mời các bạn nghe phần này. Đề hoa y Adi 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 어, bây giờ mời các bạn tập mỗi người đọc một lần nhé các bạn nhé. Mời Trang đọc trước nha Trang. Nè. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일인데 아닌데 오늘도 예배는 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 괜찮으셔서 시간이 있을 때마다
와서 기도해요. 아버지가 많이 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. OK. Ở đây Trang chú ý đọc cho thầy câu số 2 này Trang. 여기 이슬람 사원에 기도 이슬람 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 lam 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 l cao Islam. Islam. Hai chữ l gặp nhau đọc hết là chữ l nhá. Nè. Islam. Islam. Saone. Saone. Kitohara. Kitohara. Wassail. OK. Rồi, mời bạn Hà. Isi, yogi wenirieo. Yogi Islam Sawane Kitohara Wassail. Onurun Kunyoiri Aninte Onunto Yeperun Turiyo. Yepenun Aminte Apochika Chom Pian Chanu Siaser. Sikani Isente Mata Wassail Kitoheo. Apochika Pali Pali Choa Chi Siaser. Choa Chi Siaser Mian Choket Neo Chato Kito Hangeo. Em đọc lại cái này giúp thầy giáo ạ. Bali Bali Choa Bali Choa Chi Siaser Mian Choket Neo Bali Choa Chi Siaser Mian Choa Chi Siaser Mian. Vâng ạ. Bali Choa Chi Siaser Mian Chi Siaser Mian Chi Siaser Mian Chi Siaser Mian. Bali Choa Chi Siaser Mian Choket Neo. Choket Neo. OK. 저도 기도할게요. OK, mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đọc xong. Atisi zoki veliniye yo. Zoki Islam sawane. Kito hara wasayo. Thầy chờ em đi. Cái điện thoại nó rơi mất rồi. Onun onun kumjo irin kumjo iri anin te onun to ye berin turia yo turia no jabenun apnun te abachika chom pianchan Pinchan sơ sơ sikani isunte mata wasa kito heo abochika pali choati sasmian cho kesneo kito kito keo choto kito hankeo choto kito hankeo. Nè, chờ tố khi tố hát kèo. Chờ tố. Bạn Hiếu đọc lại câu cuối cùng. Chờ tố khi tố hát kèo. OK. Khi tố hát kèo, khi tố hát kèo để chứng tỏ là gì ạ? Mình muốn. Đó. Tôi sẽ cùng cầu nguyện cùng với bạn để cho làm gì ạ? Để cho bố nhanh khỏi, bố bạn nhanh khỏi. Dạ. OK. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai ạ. À, mời bạn Trang đóng vai là Khunu, bạn Hà đóng vai là Atit nhé. Nè. Nè. Atit thì giờ kì quên đi gì hiểu? Giờ kì Islam Sawane Kido Hara Wasoyo. Hôm nay không yêu anh đi. Anh nên tê ôn tô. Giờ bữa
từ điều. Dễ bê nên Dễ bê nên Dễ bê nên từ điều. Dễ bê nên ẩm nên tê Apple chi ca chôn thiên cha nư xia sơ Sì ca ni ít xin tê ma ta Hoa sơ kì tô hiểu Apple chi ca pani cho A chi sức sức sư miên cho kết nèo cho tô khi tô hàn kèo. Đấy, bây giờ mời bạn Hà đóng vai là Khương Nụ, bạn Hiếu đóng vai là A Tít ạ. A Tít xì, giờ kì quên đi đi vậy ạ. Giờ kì Islam sao vấn nè. Kitohan, Kitohara, what's up? 오늘은 금요일이 아닌데 오는 또 예배는 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 네, 오케이. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Khương Nụ, bạn Trang đóng vai là Atit nhé. 네. Atit xì, giờ khi Welin, Weni Die, Weni Li, Eo. Yoki Islam sang sang vấn đề Kitô Hasơ Wasayo. Kitô Haru Trang ơi Kitô Haru. Kitô Haru Wasayo. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘 또 예배를 드려요. 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 네, 오케이. Đấy là chúng ta vừa đọc xong bài, chúng ta nghe lại cái đoạn vừa chúng ta cứ đọc đi đọc lại nhé. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 일단 chúng ta sẽ sang phần từ vựng ạ. 성교 활동, xin đây là những hoạt động tôn giáo ạ. Đầu tiên là mita là tin tưởng. Nhá, mita là tin tưởng. Tiếp theo kido hara là cầu nguyện. Đây vừa trên chúng ta có cho tôi kido hai kiểu. Tôi sẽ cầu nguyện này. Xin cha hoặc là kyo in, đây là tín đồ. Tín đồ của đạo nào đó, ví dụ là đạo Phật thì chúng ta nói là gì ạ? Phật tử đúng không ạ? Thế bên Thiên Chúa các bạn có biết là tín đồ của Thiên Chúa thì tiếng Việt gọi là gì không ạ? Không. Gọi là cảm tử. Ai... Dạ. Thế gọi là cảm tử. Ôi giời, Thiên Chúa là gọi là cảm tử. Em thấy chúng nó toàn ôm bom đánh bom cảm tử ấy mà. Ở đâu? Thiên Chúa cơ mà. Thiên Chúa? Chà, con chiên. Con tiên đúng rồi, còn đội đánh bom cảm tử ôm bom đấy là đội đạo hồi.
Ok. Ở bên đạo hồi tôi thấy là tôi ngày trước tôi ở bên, bên Hàn Quốc tôi thấy mấy bạn người Pakistan theo đạo hồi ấy, họ họ gọi là sùng đạo vô cùng luôn nhá. Việt Nam đạo Phật mình chưa lấy gì cả. Họ cứ một ngày bốn lần là cắm vào góc giường là chị chào. Tiếp theo, Yevurun Thurida, đây là lễ Phật. Yevurun Thurida. Yevurun Thurida, đây là cầu nguyện. Yevurun Thurida. Hoặc chúng ta nói là làm lễ đấy. Nhá. Tiếp theo, Micharun Thurida. Đây cũng là cầu nguyện, nhưng mà ở bên đạo gì ạ? Mỗi cái là khác nhau đấy. Yevurun Thurida, đây là lễ Phật. Yevurun Thurida, đây là cầu nguyện. Misa lên thứ giả, Misa các bạn đã bao giờ nghe thấy đội nữ thánh Misa chưa? Hội thánh Misa, nó cũng là một cái đạo ấy. Nhưng mà dành cho nữ rồi, các tu sĩ là nữ ấy. Tiếp theo chúng ta có Chanbunga, Chanbunga đây là hát thánh ca, hoặc là Sengarul Buruda. Đây là hát thánh ca. Còn là Chanbunga đây là gì ạ? Cũng là thánh ca này. Bunjeon, Bunjeon hoặc là Hengkeumun Nera, Hengkeumun Nera. Hengkeumun Nera đây là nộp hoặc là bỏ tiền cũ. Thì là Bunjeon, chúng ta có từ đó là công đức. Bunjeon. Tiếp theo, Seongji Sulle-reul. Seongji Sulle-reul gara, đây là đi tới thánh địa. Tức là đối với đạo hồi thì thánh địa của đạo hồi đó chính là cái ao. Dạ, hết tới đây. Cái gì ạ? Tiếp theo chúng ta có Bulgyeong. Bulgyeong ở đây là kinh Phật. Seongjeong là kinh thánh và Koran là kinh Koran. Kinh Koran của đạo hồi ạ. Đạo hồi nó có kinh Koran của họ. Sông Kiêng đó là kinh thánh và Hung Kiêng là kinh Phật. Và đây chúng ta có mấy cái từ như thế này. Mita thì chia vào đuôi câu yo thì sẽ thành gì ạ? Mister. Đây, Mister. Thì khi bạn Mister cái gì đó, Mister cái gì đó thì các bạn đặt nó lên đằng trước. Nha. Tin ai đó chúng ta đặt tên người ta vào đằng trước. Nha. Ví dụ Aboji, Aboji rất là Mister là tin bố. Phương Giang Ninh Vân, Mister là tin giáo viên. Tiếp theo là Kido Hara diễn thành gì ạ? Kido Heo. Kido Heo, đúng không? Kido Heo. Nếu đã cầu nguyện rồi là Kido hết rồi, đúng không? Đây lễ Phật ạ. Là Yevurun Thurideo. Đây Yevurun Thurideo. Misarun Thurideo. Seongarun Bulleoyo. Seongarun Bulleoyo. 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 Tên là Bulleoyo. Ư ừ, diễn biến thành ơ, thành bùn lời ổ. Hai chữ L gặp nhau thì thành ơ mà. À, hai chữ L gặp nhau đọc là L thì đọc là bùn lời ổ. Đây ạ. Hơn cư mướn, nề ổ. Đây là Sơn chi sùn lê rơn, thay ổ. Sùn lê rơn, thay ổ. Đây là Sơn Chi Sư Lê. Sơn Chi Sư Lê Rư Cài Hồ. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta học cái ngữ pháp đó là Át Ước Sư Miên Chục Kết Tả. Thì đây ạ, nếu mà chúng ta thầy giáo viết lại này, động từ đi với Át hoặc là Ước. Hai cái từ này đều có bắt chim thì luôn luôn đi với Ư Miên.
좋겠다. 좋겠어요. Thì động tính từ ở đằng trước nhá, động tính từ ở đằng trước. Nếu đã xảy ra như vậy thì tốt. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy trời hôm nay nhiều mây, ngày mai chúng ta định đi du lịch thì chúng ta có thể giả định đó là 내일 내일 날씨가 좋았으면 좋겠어요. Hoặc là gì ạ? Nếu mà trúng lô tô thì tốt. Việt lốt, 맞았으면. À, 맞았으면. Việt lốt, 맞았으면. 좋겠어요. Các bạn thấy tốt không ạ? Tốt. Lớp mình có ai chơi Vietlott không? Không ạ. Ôi dồi ôi, sao thế? Cơ hội đầu tư 10.000 lấy mấy chục tỷ. Ôi, đầu tư đi. Đừng đầu tư những cái khác nó mông lung, mất tiền to. 10.000 đều như vắt canh. Đầu tư cái đấy là mua vé à đấy? Hay như thế nào? Dạ, Việt. Dạ, cửa hàng chỗ Vietlott ấy. Mua 10.000 vé, nhớ đầu ăn, mỗi ngày đầu tư 10.000 thôi. Em mới chơi kiểu đấy, nó chơi kiểu gì đấy? Ồ, ra đấy là người ta quay số. À, như vé số à thầy? Ừ, cứ mua vé xong thì nó mỗi một tuần sao nó có một lần quay số mở cửa này. Được rồi đấy, hay mà. Đầu tư có 10 nghìn một ngày, cán hết 300 nghìn. Nhớ đâu. Cho nên bọn nó bảo là sau 6 rưỡi chưa biết thằng nào giàu hơn thằng nào đâu. À đúng rồi. À. Lại một, có một câu chuyện đấy. Có một anh nhưng mà người yêu bỏ tôi rồi. Bỏ tôi đi theo đại gia rồi. Cái anh dừng SH ở giữa cầu ấy, xong anh định anh phi xuống. Cái anh công an anh kéo lại. Anh bảo là sao mà nhảy xuống, người yêu em bỏ em theo đại gia. Thế sao không đem con SH này đi làm vài con, biết đâu sau 6 rưỡi chưa biết thằng nào là đại gia đâu. Thế lại thôi không nhảy nữa. Nào đây chúng ta xem một hai ví dụ này ạ. 계속 비가 계속 비가 오는데 주말에 근산을 갈 수 있을까요? Mưa dạo này mưa liên tục cuối tuần và cuối tuần ấy, không biết là có đi theo núi được không? 글쎄요, để xem nào. 주말에는 날씨가 좋았으면 좋겠어요. Nếu cuối tuần mà thời tiết mà tốt. Đó, cuối tuần thời tiết đẹp thì tốt quá. Tiếp theo câu số 2 này, bạn là Trang đọc và dịch câu hỏi, còn bạn là Hà để dịch câu trả lời nhé. Đọc và dịch câu trả lời. Biru sinen ohes Baru sinen onhe so won ni moeo. Anh Baru, anh Baru ơi, gì nhỉ? Năm nay anh muốn gì? Chenin. Chenin. Tôi nên mạnh đi bơ đất sư nhân cho hết rồi. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền.
Tức là cái cầu mong của năm nay của bạn là gì? Cho nên thu như má đi Phước sự nhân chúc kết rồi. Nếu mà năm nay kiếm được nhiều tiền thì tốt. Ok, đây chúng ta có một số cái ví dụ, một số cái luyện tập ở dưới này nữa, luyện tập 2 này ạ. Xem bức tranh và nối ạ. Đầu tiên là bức hình số 1, đây chúng ta nối với gì ạ? Itohata. Itohata. Itohata, đúng rồi. Bức hình số 2 ạ. Sun Garden Buddha. Sun Garden Buddha. Số 3. Mita. Mita. Tin tưởng đâu. Rất là tin tưởng. Tiếp theo. Sanchi Sundaren Kata. Đây ạ. Sundaren Kata. Đây. Đúng rồi. Cái số 4 là. Và cái số 5 đó chính là gì ạ? Thân công nè ra. Cô chuẩn.
Các em ơi, cái này chúng ta mỗi người làm một câu nhé các bạn nhé. Bạn Hiếu làm câu 1 nhé, bạn Hà làm câu 2, bạn Trang làm câu 3 nhé. Chúng ta sử dụng mấy cái từ bên dưới ấy.
Xin lỗi các bạn nhé. Các bạn làm luôn cái này, cái ví dụ này giúp thầy giáo không ạ? Chúng ta có lần lượt này. Còn Hiếu đâu? Hiếu làm không một. Nên chê chú tô rô giờ hàng ơn ca cơ ế chê chú tô nàng si ca chú á sư miên chú kết sở yô. Còn Hiếu đọc lại cái câu số 2 giúp mình nữa. Chê chú tô nàng si ca chú á sư miên cho kết sở yo. Nam chị nào? Chúa sư miên cho kết sở yo. Để ok. Và tiếp theo, mời bạn Hà đúng không nhỉ? Vâng ạ. Chê sô quân hình ca chúc kỳ cân căng hàn cơ si yếu. Uri ca chúc kỳ mô tu cân căng hết sư miên cho kết sở yo. Cho kết sở yo. Đấy. Uri ca chúc kỳ mô tu cân căng hết sư miên cho kết sở yo. Ok. Còn câu số 3 mời Trang. Nè, 사람들이 식당에서 담배를 안 피웠으면 좋겠어요. 네, 오케이. 담배를 안 피웠으면 좋겠어요. 오케이. Tiếp theo đây là một số cái hoạt động về tôn giáo, lễ này. Và chúng ta xem là chúng ta có những cái lễ hội gì về thông vô về thông tin các lễ hội về tôn giáo thì đây ạ, Sukkathan Sinin, đây là ngày sinh của Đức Phật vào ngày âm lịch mùng 8 tháng 4 tháng 5 thì ngày sinh của Đức Phật là một ngày kỷ niệm sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa. Tại Hàn Quốc, ngày sinh của Đức Phật được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đây là ngày lễ quốc gia, vì vậy các trường học, tổ chức phi chính phủ đóng cửa, tổ chức chính phủ đóng cửa. Khi ngày sinh của Đức Phật đến, các Phật tử làm và treo các đèn lồng hoa sen khắp các đền hoặc là nhà của họ và bật đèn vào ban đêm. Đấy là cái lễ hội là Đức Phật, ngày sinh của Đức Phật. Ở Việt Nam thì chúng ta có lễ hội này không nhỉ? Có không? Có. Người Việt Nam gọi là gì? Đây là ngày Phật Đản. Việt Nam là Phật Đản. Việt Nam là ngày Phật Đản đấy. Việt Nam vào làm vào ngày rằm tháng tư âm lịch phải không các bạn? Tôi thấy như là vào ngày 15 tháng 4 thì phải. Tiếp theo là Christmas. Christmas đây là ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là ngày thế là lễ Giáng sinh ngày 24 hay là ngày 25 hả các bạn? Ngày 24. Đêm ngày 24 sáng ngày 25 đúng không? Nó giống như giao thừa ấy. Tiếp theo là chúng ta có Phu Hoan Trần. Phu Hoan Trần. Đây là lễ phục sinh. Lễ phục sinh đặc trưng của nó là chính là cái quả trứng người ta tô vẽ lên. Các đố các bạn biết trứng này là trứng sống hay là vỏ, hay là trứng chín hay là vỏ trứng? Trứng trứng luộc. Trứng sống. Trứng sống ạ. Trứng sống. Xong nghỉ lễ đi. Lễ phục sinh là một kỳ nghỉ mừng ngày Chúa phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ từ kẻ chết. Tín đồ đạo Thiên Chúa và đạo Cơ Đốc trang trí những quả trứng luộc. À, trứng luộc. Ở Việt Nam làm bằng trứng sống các bạn nhé. Tôi hỏi đội làm lễ phục sinh rồi. Phục sinh thì phải trứng sống. Nghe nó hợp hơn ạ. Phục sinh thì nó phải chết rồi mới phục chứ còn sống thì không. Được.
lý học sinh. Ramadan. Đứng một biểu tượng của cuộc sống mới và đem nó cho vào nồi luộc là có nghĩa là bóp tắt hy vọng từ trong trứng nước. Sống mới. Đây là phục sinh, đây là gì ạ? Angen Cero. Đây. Tôi hỏi rồi, tôi hỏi đội theo đạo bên này, người ta tổ chức lễ phục sinh đây là bằng trứng sống các bạn nhé. Tôi sẽ sửa cái này. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cái Ramadan. Ramadan của đạo Hồi ấy, thì nó không phải, nó là một lễ hội này. Ramadan có nghĩa là thiêu đốt bằng nhiệt hoặc là khô, là trong tháng thứ 9 của lịch Hồi giáo. Người Hồi giáo coi đây là một tháng kiêng ăn. Tháng Ramadan được xem là tháng linh thiêng nhất trong lịch của Hồi giáo. Trong khi ăn chay từ bình minh cho đến hoàng hôn, người Hồi giáo không ăn và uống nước. Ngoài việc ăn kiêng theo dõi và việc theo dõi, Ramadan cũng bao gồm việc đọc kinh Quran và tăng cường cầu nguyện. Cái này thực tế nó, nghe như này nó hơi khó hiểu một chút. Tháng Ramadan ấy, thì người ta sẽ, tôi đã chứng kiến rồi, đó chính là người ta sẽ không ăn và uống trong vòng một tháng, nhưng chỉ không ăn và uống trong lúc mặt trời mọc thôi. Từ sáng đến, từ lúc mở mắt ra đến lúc lúc mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lên, tức là trời hưởng sáng, đến lúc mặt trời lặn là người ta không ăn cái gì rồi. Cho nên ở tháng Ramadan ấy thì người ta ăn sáng vào lúc khoảng độ 4 giờ 5 giờ sáng, xong sau đó buổi chiều đi làm về người ta mới bắt đầu ăn, không ăn không uống lên luôn. Cho nên là bọn nó đi làm vào trong cái tháng Ramadan, bọn đạo Hồi nhìn vất vả lắm ạ. Không ăn trưa luôn các bạn, không ăn trưa, không uống nước luôn, đến chờ tên nào môi nứt nẻ hết, nhưng người ta không uống, rất là sùng đạo. Bây giờ chúng ta sẽ làm event topic luôn các bạn nhé. Các bạn sẵn sàng làm event chưa? Nè nè. Ok, xin chào các bạn. Cảm ơn. 25과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? 1. 절에 다닙니다. 2. 성당에 다닙니다. 3. 교회에 다닙니다. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. 2. 코란을 읽습니다. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 성지순례를 갑니다. 3번 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 3.
목사님입니다. 4. 이맘입니다. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 답을 고르십시오. 4번 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 5번 민수 씨는 종교가 뭐예요? 5번 민수 씨는 종교가 뭐예요? chúng ta làm luôn phần đọc hiểu luôn ạ.
Các bạn làm xong chưa? Mọi người làm xong chưa? Nè, đã tuyết rồi. Nè. Hiếu xong chưa Hiếu ơi? Chưa. Còn câu 5 nữa. Xong rồi Hiếu? Chưa. Xong rồi hay chưa? Chưa. Xong rồi. À, giờ chúng ta xem phần nghe. Phần nghe chúng ta... Câu số 1 chúng ta chọn như mấy ạ? 2 ạ. 2. 2. Câu 2? 1 ạ. 1. Câu 3? 1 ạ. 1. 1. 1. Ok. Cứ nhìn. Câu 4? 1. 1 ạ. 1. Câu 5? 2 ạ. 2. 2 đúng. Câu 5 là người ta hỏi là bạn theo tôn giáo gì đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta phần đọc. Phần đọc thì chúng ta có phần số 1 ở đây ạ. Câu 1 chọn như mấy ạ? 3. À, câu 2 chọn như mấy ạ? 4. 4, đúng rồi. Câu 3 chọn như mấy ạ? Câu 3 đến câu 5 thì câu 3 chọn như mấy ạ? Câu 3 chọn như 4 ạ. 4. Tại sao chọn như 4 ạ? Bạn Hà dịch cho thầy giáo câu này luôn ạ. Anh Atit thì anh Atit là người Indonesia. Nga Chu đây. Thầy ơi, câu này em Harue. Câu này em không được gì. Là một ngày. Một ngày à? Ta rất muốn xích là 5 lần. Một ngày 5 lần.
Kitô thưa đi một ngày thì sẽ có một lần cầu nguyện. Nếu có thời gian, khi có thời gian, nếu có thời gian thì Itaewon e innen Itaewon e gamnida. Các bạn biết Itaewon là một con phố bên Hàn Quốc không? Không biết. Không biết hả? Các bạn đã xem Giới Người Giàu ở Itaewon chưa? Xem phim Hàn Quốc xem từng ấy. Xem từng lớp Itaewon. Đấy, tầng lớp Itaewon đó chính là cái con phố Itaewon. Nó là một con phố con. Ở trên trục đường của con phố đấy nó có một cái Itaewon. Thì bạn này bạn hay đến nơi đó. À bạn Atit bạn hay đến cái nơi đó. Koran Yoshimi Iko Kongu Hamnida. Thì rất là chăm chỉ đọc và học kinh Koran. Chắc chắn là kinh Koran này, rồi Itaewon này chỉ xuất hiện ở đạo Hồi chứ đạo nào nữa, đúng không? Em cũng thấy chữ, em không gì đấy hết, nhưng mà em cũng thấy cái đèn chùa. Nên là đúng rồi. Itaewon là một này đúng không? Koran là hai. Itaewon với cái Koran là chọn luôn đạo Hồi. Đúng rồi. Nhanh nhất. Được hết. Với Indonesia đạo Hồi. Hả? Yeah, Indonesia đạo Hồi. Ô, Indonesia là đạo Hồi mà em. Làm thế mới chọn luôn đạo Hồi. Ok. Nào, tiếp tục câu số 4 này. Đây này. Kêu hê sơ ha chi án nên cơ sơn cô đưa chim vô. Các bạn đi với người ta gạch chữ án nên. Ha chi án nên là cái việc không làm các bạn nhé. Này, su ga si nên yu in mata kêu hê kham ni da. Tức là su bi ga là đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Ha nên im ke ki to tu di go sơn kêu nên ích sơn đi ra ích sơn đi ra. Tức là cầu nguyện Đức Chúa Trời và đọc kinh thánh. Mục sư đi về mà chân thực cô nghe lời nói của mục sư và chán sưng ca tu phù du mi đà và cũng hát thánh ca. Dê bê ca cân nam nhân thì kết thúc việc làm lễ. Kêu huê chinh cư tương qua cùng với những bạn ở nhà thờ. Thơm xin mừng mộc sư đi đà ăn cơm trưa. Thì các bạn này đến nhà thờ xem có việc gì bạn không làm. Bạn có cầu nguyện không ạ? Có đọc kinh đọc kinh thánh không ạ? Có đây này. Có. Thế có chăn sông ca rừng vô ta không ạ? Có đây này. Có. Có đi đến thánh địa của Islam không? Thế là cái ý 4 này chúng ta chọn ý 4 đúng thì có ai chọn ý 4 không ạ? Các bạn chọn ý 4 hết chứ hay chọn ý khác này? Thôi này em sai. Em cũng sai. Người ta bài bảo nốt. Chọn cái sai. Người ta bảo chọn cái không đúng. Thì mình lại đi chọn cái đúng à? Rồi câu số 5. Cũng lại tiếp tục chọn cái không đúng. Án mắt. Chi án hình cơ sơn. Cô đưa chi trô. Hãy chọn cái không phù hợp. Nha. Đây này. Đầu tiên. Có thể chúng ta sẽ đọc trước câu trả lời trước cũng được. Cha chu chờ đê khăm đi đà là đi chùa thường xuyên. Phu chơ nim ấy, mi tâm đi đà là tin về phu chơ nim. Phu chơ nim đây là Phật Thích Ca đấy, Phật Thích Ca Mâu Ni ấy. Tức là Phật đấy, tin Phật. A vô di ga phiên chăn nư sim đi đà là bố ốm. Chín an chú ê chờ đê khá sơ kỳ tô rân phát đi đà là bạn ấy đã đi đến chùa vào cuối tuần trước và đã cầu nguyện. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bốn cái nội dung như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đọc. Cho nên phun kêu xin trai là tôi là Phật tử. Chờ đây cha chú ca chi nên một tha chi man. Tôi không thường xuyên đi lên chùa nhưng khi tôi đến hà vô ship vấn đề ca cao un chờ đây 가서 예물을 드립니다. Tôi không thường xuyên lên chùa nhưng mà mỗi khi tôi muốn cầu nguyện ấy, muốn lễ Phật ấy, thì tôi đi đến chùa và làm lễ. Ngay câu đầu tiên nó chửi ngay vào mặt đúng không ạ? Đúng rồi.
Câu đầu tôi tiên không thường xuyên lên chùa mà dưới này nó bảo là câu số 1 là tôi thường xuyên đi chùa. Thế là nó bục luôn câu số 1 rồi. Nếu ai đọc lên đây chúng ta chốt được thì chúng ta chốt luôn. Nếu chúng ta không có nhiều thời gian chúng ta bục luôn câu này luôn. Thế tôi dịch trực tiếp nhé. Chinan chu mare. Chinan chu mare to. Kito rin haru chore katsumida. Đây đúng là câu số 4 luôn. Được chưa ạ? Đó. Đến chùa để cầu nguyện thì khác gì là đây đến chùa để cầu nguyện vào cúp ăn đó. Khối hàng nghe cái xin nên cái xin áo bờ chỉ ga chúc cơm phiên chân để xin tệ đấy bố ốm này phiên chân lên xin bì đà này và pali cơn gang hết chi sốt sự miên chúc kết sự bì đà là gì ạ bố gì ạ khỏi khỏe mạnh nhanh thì tốt đúng không ạ. Thì đây bạn này bạn ấy là đạo Phật thì bạn có tin Phật không ạ? Tin. Tin thì nó mới là Phật tử thôi chứ. Bạn nào mà tự nhiên chọn ý thứ hai là hỏng bét đấy. À, câu này thì có ai đúng không ạ? Câu này em đúng nhưng mà nhắm mắt phanh bừa thôi. À, nhắm mắt phanh bừa tính gì? Câu này em sai. Câu này em sai. Ok. Cái này thì các bạn cũng chú ý một chút là khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải hiểu từ, cho nên là phần này về tôn giáo ấy, tôi cũng nói thật các bạn nó cũng không hay ra mấy, nhưng mà cái kỹ năng làm bài ấy, ví dụ một đoạn dài này các bạn sẽ mất thời gian đọc và các bạn dịch, đã đọc đến đâu chúng ta phải nhớ được nội dung đến đó. Thay cho việc đó thì chúng ta tốt nhất ấy. Thay cho việc đó chúng ta tốt nhất là đọc câu trả lời trước nhé. Đọc câu trả lời trước xong chúng ta mới đọc lại cái phần câu gợi ý bên trên. Cái bài này chúng ta được mấy đấy ạ? Trang được mấy? Hà được mấy? Khánh được mấy? Tám. Bảy. Tám, tám, bảy à? Càng ngày càng rút ạ. Ngày trước 10 giờ. Bây giờ nghe chừng kiếm một 10 hơi khó ấy. À, Trang với Hà mấy ngày hôm nay không được 10 rồi. Lâu ghê rồi đấy ạ. Lâu, hơi lâu rồi đấy. Bài sau chúng ta cố gắng một chút nhá, để chúng ta được 10 nhé. Cảnh dưới được 10 nó phiêu lắm. 8, 7 thì nó bị rồi. Học để được 10 nhé. Ok, bữa nay chúng ta sẽ dừng bài học ở đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Nè. Anh những hi chung mục xeo. Ai ô, 지금은 8시 49분 아직 안 자요. Bây giờ là 8:49. 지금 8시 49분 아직 안 자요. Thầy giáo cũng chưa ngủ. Chúc ăn chào. Nè. Em chúc trước. Nè. Ok. Nè, 안녕하세요. Nè. 안녕하세요. 아이. Nhớ là nhầm rồi, nhớ rồi. Anh đi kê xe ô. Đấy, chàng trai ô, chàng trai ô.